nước. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, thì với một cái ô nuôi có diện tích là 100m² như này, được bên mình ngăn một nửa bằng một cái vách ngăn phía xa xa kia, thì như vậy là trong cái ô nuôi này, quý vị và các bạn nhìn này, đại điểu đang di chuyển và ăn uống, sinh trưởng và phát triển trong một cái khu vực nhá, tính từ cái vách ngăn kia. Toàn bộ trong cái diện tích này là 50m² các bạn nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được số lượng đại điểu là 100 con. Như thực tế bên mình đang chia sẻ hình ảnh cho quý vị và các bạn đây. Đại điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi thì chúng ta với 50m² là chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được 100 con các bạn nhé. Tức là 2 con trên 1m². Còn với một cái quy trình kỹ thuật mà bên mình chuyển giao cho quý vị và các bạn ấy, thì chúng ta nuôi đại điểu từ bé đến lớn ấy, thì sẽ phải là tính toán diện tích là 5m² trên 1 con. Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta nhân lên. Còn trên thực tế thì bên mình cũng đã từng nuôi đại điểu với cái diện tích và cái mật độ nó dày hơn, đó là 3m² trên một con đại điểu trưởng thành các bạn nhé. Quý vị và các bạn hình dung ra chưa? Tức là một cái ô nuôi có diện tích là 100m², bên mình nuôi được 30 con đại điểu thương phẩm. Đó là cái cách làm từ thực tế. Bên mình đánh giá được cái hiệu quả là hoàn toàn là đạt hiệu quả theo cái quy trình kỹ thuật của bên mình nhé. Đây quý vị và các bạn xem này, trong cái khuôn viên diện tích 50m² này, 100 con đại điểu của chúng ta đang sinh trưởng và phát triển ở đây. Cái điều quan trọng nhất chúng ta cần làm ở đây là gì? Chúng ta phải bố trí cái máng ăn máng uống đầy đủ và khoa học. Ví dụ như bên trong kia thì bên mình sẽ phải bố trí đủ những cái máng ăn cho đại điểu của chúng ta nhé. Đây có 2, 4, 6, 8 cái khe ăn màu vàng như thế này cho 100 con đại điểu nó ăn. Còn bên ngoài thì sao? Bên ngoài thì chúng ta sẽ phải bố trí đây, mặt trước thì chúng ta sẽ phải bố trí cái máng ăn như thế này. Máng ăn này chạy dài các bạn nhé. Thì để làm sao để đảm bảo cho cái không gian và cái diện tích cho đại điểu của chúng ta nó ăn. Đó. Thứ ba nữa là trong cái ô nuôi của chúng ta sẽ có một cái vách ngăn bằng bạt như này. Khi thời tiết mà nó mưa, bão thì chúng ta sẽ buông cái bạt này xuống để bảo vệ cho đại điểu của chúng ta nhé. Còn bình thường chúng ta cứ nuôi đại điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi của bên mình chuyển giao thì quý vị và các bạn cứ làm đúng theo cái mô hình mà bên mình chia sẻ qua hình ảnh bằng video này. Quý vị và các bạn setup một cái ô nuôi đúng như thế này thôi. Và quý vị và các bạn cứ thế nuôi và chăm sóc đại điểu thôi, không phải làm bất kỳ cái gì nữa. Còn trong quá trình nuôi của chúng ta ấy, thì cái vách này là cái vách tạm các bạn nhé. Đại điểu của chúng ta nó có lớn đến đâu thì chúng ta sẽ lại đẩy lùi cái vách này này xuống phía dưới, tức là chúng ta sẽ lấy dần cái diện tích ô nuôi đại điểu của chúng ta ra bằng cách là chúng ta đẩy cái vách ngăn này lùi xuống đến khi nào mà kịch cái tường bao của chúng ta thì thôi. Đó thì chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ cái diện tích và chúng ta sẽ cất cái vách ngăn này đi. Đó là quy trình kỹ thuật của trang trại đại điểu Phương Nam đã áp dụng rất nhiều năm nay và chuyển giao cho tất cả các khách hàng của bên mình, cả khách hàng trong nước cũng như khách hàng ngoài nước,
đều theo một quy trình, và cái chất lượng đà điểu của bên mình chuyển giao cho khách hàng của bên mình cũng chung một cái quy trình kỹ thuật, nên là chất lượng đà điểu là như nhau, quy trình kỹ thuật là như nhau. Bên mình chỉ yêu cầu quý vị và các bạn một điều duy nhất là hãy thực hiện và làm đúng theo quy trình kỹ thuật chuyển giao của bên mình để đạt được cái hiệu quả cao nhất và không gặp bất kỳ cái rủi ro hay là vấn đề gì trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu của quý vị và các bạn. Chỉ có như vậy thì cái hoạt động kinh doanh đà điểu của quý vị và các bạn mới đạt hiệu quả. Còn nếu quý vị và các bạn mà không làm theo ấy thì hậu quả quý vị và các bạn tự gánh chịu nhé. Mình chỉ khuyến cáo và nhấn mạnh như vậy thôi. Cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.